Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Sử Toàn Thư. Quý vị thân mến, nhắc đến Trần Liễu, chắc hẳn ai cũng biết ông chính là tân sinh của Đức Trần Hưng Đạo, vị tướng tài ba lỗi lạc bậc nhất trong lịch sử Việt Nam, người anh hùng đã có công lớn trong các cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên vào thế kỷ 13. Có lẽ câu chuyện mà ai cũng sẽ nhắc đến đó chính là mối tư thù giữa Trần Liễu và người em ruột của mình là vua Trần Thái Tông, hay còn gọi là Trần Cảnh. Thậm chí, trước lúc lâm chung, ông đã chăn trối lại với con trai là Trần Quốc Tuấn, tức Trần Hưng Đạo. Con không vì cha mà lấy lại được thiên hạ, thì cha chết dưới suối vàng cũng không nhắm mắt được. Vì sao Trần Liễu thù hận người em của mình đến chết vẫn không nguôi? Phải chăng vì mối hận năm xưa, vua Trần Thái Tông đã lấy vợ của mình là bà Thuận Thiên? Thực hư câu chuyện này như thế nào? Hãy cùng Việt Sử Toàn Thư đi tìm hiểu trong video sau đây nhé! Thân thế Trần Liễu. Trần Liễu sinh năm 1211, là con của Trần Thừa và bà Lê Thị. Ông là anh lớn trong gia đình 8 anh em, công chúa Thụy Bà, vua Trần Thái Tông, tức Trần Cảnh, Trần Nhật Hiệu, Trần Di Ái, công chúa Ngoạm Thuyềm, công chúa Thiên Thành và người em út là Trần Bá Liệt. Về con cái, theo các nguồn sử liệu thì Trần Liễu có nhiều con, nhưng chỉ có 5 người được nhắc đến là Trần Tung, Trần Quốc Tuấn, Trần Quốc Doãn, Trần Quốc Khang, Trần Thị Thiều. Trong đời mình, Trần Liễu được ban nhiều chức tước khác nhau. Tước đầu tiên là Phụng Càn Vương. Trần Liễu được ban tước này vì ông lấy công chúa Thuận Thiên, con vua Lý Huệ Tông. Đến năm 1228, ông được phong chức Thái úy. Năm 1234, khi Trần Thừa mất, Trần Liễu được vua ban tước Hiền Hoàng Vương. Nhưng 2 năm sau, năm 1236, ông bị giáng xuống làm Hoài Vương vì dính vào vụ án thông dâm với một cung nhân nhà Lý. Sau vụ đem quân chống lại triều đình và thoát chết năm 1237, Trần Liễu có tước Yên Sinh Vương vì ông được cắt đất, phong làm thang ấp ở Ngũ Yên, có tên là Yên Phụ, Yên Sinh, Yên Dưỡng, Yên Hưng, Yên Bang. Sau khi mất, ông được vua ban tước Khâm Minh Từ Thiện Đại Vương. Sóng gió nổi lên trong Hoàng Cung. Năm 1237, mặc dù lấy nhau đã 12 năm, nhưng vua Trần Thái Tông và Hoàng hậu Chiêu Thánh vẫn chưa có con. Triều đình lo cho hậu vận nhà Trần có thể bị mất ngôi như vua nhà Lý do không có con trai nối dõi, nên ngôi vua từ nhà Lý rơi vào tay nhà Trần. Biết công chúa Thuận Thiên là vợ của Trần Liễu đang có mang 3 tháng, Trần Thủ Độ bàn với Trần Thị Dung đưa Thuận Thiên về làm vợ vua Trần Thái Tông, ép vua lấy chị dâu mình và lập làm hoàng hậu, phế vợ là hoàng hậu Chiêu Thánh xuống làm công chúa. Vua Trần Thái Tông phản đối kịch liệt, nửa đêm cùng với hai cận thần là Trần Thiêm và Trần Khuê Kình trốn khỏi kinh thành lên núi Yên Tử, gặp quốc sư Phủ Vân là bạn của mình. Nhà vua bày tỏ ý định muốn nương nhờ cửa Phật. Quốc sư trả lời rằng trên núi không có Phật, mà Phật ở ngay trong tâm ta. Quốc sư và nhà vua đàm đạo về Phật Pháp chẳng được bao lâu thì Trần Thủ Độ và quân lính tìm tới. Thủ Độ ra sức khuyên vua sớm trở lại cung nhưng vua không nghe. Thủ Độ cương quyết với nhà vua rằng xa giá ở đâu thì triều đình ở đó, rồi chỉ cho quân lính chỗ xây các cung điện. Sợ mất sự yên tĩnh nơi tu hành trên núi Yên Tử, quốc sư Phủ Vân khuyên vua trở lại kinh thành và nhờ vậy vua Trần Thái Tông cùng mọi người quay trở lại hoàng cung. Nói về Trần Liễu, vì uất ức bị mất vợ, ông thừa dịp khi Trần Thủ Độ đưa quân đi tìm vua Trần Thái Tông mà không lo chuyện phòng bị, liền đưa quân đánh chiếm kinh thành. Nhưng Trần Liễu không liệu được trước rằng Trần Thủ Độ là người mưu kế và đã sắp đặt mọi chuyện ở nhà cho các tướng khác. Khi Trần Liễu cùng với quân lính đang trên đường đánh kinh thành thì bị quân triều đình bao vây. Vì không đủ sức chống lại quân triều đình và để khỏi thoát chết, Trần Liễu nghĩ tới vua Trần Thái Tông, người em hết mực yêu thương mình. Vì chỉ có Trần Thái Tông mới có thể cứu ông trong lúc này. Trần Liễu đã ngầm cho người hẹn với vua Trần Thái Tông đúng giờ bơi thuyền ngự ra sông cái cứu mình. Khi vua Trần Thái Tông đến, Trần Liễu giả làm người đánh cá đến thuyền vua xin hàng. Khi tới gặp Trần Thủ Độ, vua Trần Thái Tông lấy thân mình che chở cho Trần Liễu, nên Trần Thủ Độ không làm gì được. Trần Thủ Độ tức lắm nên ném gương xuống sông và nói: "Ta chỉ là con chó săn thôi, biết đâu anh em các ngươi thuận nghịch thế nào." Đâu là nguyên nhân chính của mối hận này? Sau khi được vua Trần Thái Tông cứu thoát chết bên sông cái, binh lính của Trần Liễu bị giết chết. Riêng Trần Liễu nhờ có thêm sự hòa giải của bà Trần Thị Dung mà ông và vua Trần Thái Tông đã tha thứ cho nhau và tình cảm anh em trở lại như xưa, như chính sử đã ghi. Thế nhưng, tại sao trước khi chết,
Trần Liễu trăng trối với con mình: con không vì cha mà lấy được thiên hạ thì cha chết dưới suối vàng cũng không nhắm mắt được. Tại sao lại có sự mâu thuẫn này? Phải chăng có điều gì uẩn khúc bên trong? Thiết nghĩ, để tình cảm anh em có được như xưa, phải chăng Trần Thái Tông đã hứa với anh mình rằng cho dù Trần Thủ Độ có bắt vợ của anh làm vợ mình, ở trong cung ông vẫn giữ khoảng cách giữa chị dâu và em chồng. Có lẽ Trần Thái Tông đã hứa với Trần Liễu là sẽ không phạm tới thân thể của chị dâu, nên Trần Liễu mới hứa sẽ tha thứ và bỏ qua cho vua Trần Thái Tông chăng? Thế nhưng, sau khi Hoàng hậu Thuận Thiên sinh Trần Quốc Khang, đứa con mà bà mang thai trước với Trần Liễu, thì bà tiếp tục đẻ thêm những người con khác với vua Trần Thái Tông như Trần Hoàng, Trần Quang Khải, Trần Nhật Vĩnh và Trần Ích Tắc. Phải chăng đây chính là nguyên nhân sâu xa của mối hận này? Có thể đây là nguyên nhân chính làm cho Trần Liễu vẫn còn hận em mình đến chết, vì ông cho rằng cái lỗi này không còn là lỗi của Trần Thủ Độ nữa, mà là do đứa em trai mình, tức vua Trần Thái Tông, đã không giữ được tình chị dâu em chồng như đã hứa với Trần Liễu. Thưa quý vị, nguyên nhân làm cho Trần Liễu vẫn còn hận em mình có lẽ là do Hoàng đế Trần Thái Tông đã quyết định cướp người vợ đang mang thai của anh ruột để có người nối dõi. Xoay quanh câu chuyện hoán đổi vợ chồng của anh em vua Trần Thái Tông, nhiều ý kiến hoài nghi. Vậy Trần Quốc Tuấn là con ai? Nếu quý vị cũng đang có những thắc mắc trên thì đừng rời mắt khỏi màn hình. Hãy cùng Việt Sử Toán Thư đi tìm câu trả lời trong phần tiếp theo của video nhé! Trần Quốc Tuấn có cha là An Sinh Vương Trần Liễu, anh ruột của vua Trần Thái Tông, mẹ tên Húy là Nguyệt. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, vợ của Trần Liễu, công chúa Thuận Thiên, khi mang thai 3 tháng đứa con đầu với ông, đã bị ép lấy Trần Thái Tông vì vua lấy vợ 10 năm chưa có con. An Sinh Vương Trần Liễu mang nỗi thù hằn giấy binh nổi dậy, ông bị Trần Thủ Độ vung gươm toan giết, nhưng vua Thái Tông đã lấy tấm thân che chắn xin tha tội cho anh. Sử cũ không ghi rõ năm sinh của Trần Quốc Tuấn, có tài liệu ghi rằng ông sinh năm 1228, có nơi ghi là năm 1232. Điều đó có nghĩa ông ra đời sau khi nhà Trần lấy được Giang Sơn từ tay họ Lý năm 1225 không lâu. Từ nhỏ, Trần Quốc Tuấn có dung mạo khôi ngô, thông minh hơn người, lại được thầy tài giỏi dạy dỗ nên sớm học thông hiểu rộng, văn võ toàn tài. Sử sách không ghi rõ năm ông trở thành võ quan, song những đóng góp của ông cho lịch sử nước nhà xứng đáng được người đời truyền tụng khi ông 3 lần lãnh đạo quân dân nhà Trần chiến thắng đội quân hùng mạnh nhất thế giới thời bấy giờ. Năm 1257, quân Mông Cổ xâm lược nước ta, vua Trần Thái Tông lệnh các tướng đem quân ngăn giữ biên giới phía Bắc theo sự tiết chế của Trần Hưng Đạo. Bằng tài cầm quân và dùng người kiệt xuất, ông dẫn dắt binh lính đập tan cuộc tiến công của quân Mông, buộc họ phải rút lui. Năm 1285, quân Nguyên Mông ào ạt tấn công xuống phía Nam, quân Trần thất bại, tổn thất nặng nề. Một lần nữa, Trần Quốc Tuấn cho thấy tài năng quân sự khi thi hành kế vườn không nhà trống, rút quân bảo toàn lực lượng trước khi tổng phản công, giành thắng lợi quyết định. Ở lần Nguyên Mông xâm lược thứ 3, Hưng Đạo Vương nhận định năm nay đánh giặc nhàn và dễ dàng dẫn dắt quân dân nhà Trần đánh lui đế quốc hùng mạnh này. Sau này, Trần Quốc Tuấn lui về Vạn Kiếp ở ẩn nhưng vẫn sẵn sàng hiến kế giữ nước, san sẻ nỗi lo với vua Trần. Tấm lòng rộng lớn. An Sinh Vương Trần Liễu vốn có hiềm khích với vua Trần Thái Tông. Trước lúc qua đời, ông dặn Trần Quốc Tuấn: con không vì cha lấy được thiên hạ thì cha chết dưới suối vàng cũng không nhắm mắt được. Hưng Đạo Vương nghe nhưng không cho đó là phải. Đến khi vận nước lung lay, quân quyền đều nằm trong tay mình, ông đưa chuyện này ra hỏi hai gia nô thân tín là Yết Kiêu và Giã Tượng. Họ đáp: làm kế ấy tuy được phú quý một thời nhưng để lại tiếng xấu ngàn năm. Nay đại vương há chẳng đủ phú và quý hay sao? Chúng tôi xin thề chết già làm gia nô, chứ không muốn làm quan mà không có trung hiếu. Nghe xong, Trần Quốc Tuấn cảm động, khen ngợi hai người. Vị tướng kiệt xuất cũng từng hỏi con trai về ngôi báu. Khi nghe câu trả lời, ngụ ý muốn cướp ngôi của Trần Quốc Tàng, ông nổi giận, rút gươm toan chém chết đứa con loạn thần tặc tử. Cuối cùng, dưới sự can ngăn của mọi người, ông thay đổi ý định, nhưng từ đó kiên quyết không gặp Tàng, thậm chí dặn dò sau này ông chết, đậy nắp quan tài rồi mới cho Tàng vào viếng. Vì lợi ích dân tộc, Trần Quốc Tuấn sẵn sàng gạt bỏ hiềm khích cá nhân. Trong lần quân Nguyên Mông xâm lược nước ta lần thứ 2, ông vốn xung khắc với tướng Trần Quang Khải. Nhưng khi nhận ra nếu hai người không đồng lòng chung sức thì chỉ có lợi cho quân thù, ông đã chủ động hòa hảo với Trần Quang Khải. Một người ở vị trí cao nhưng không tư lợi
biết vì việc lớn mà gạt bỏ tư thủ như Trần Quốc Tuấn là tấm gương cho những người trẻ sống trong thời đại mà người ta dễ dàng buông lời nhục mạ, thượng cẳng chân hạ cẳng tay chỉ vì một ánh mắt không vừa ý hay vài câu nói. Sống không chỉ để hưởng thụ. Một trong những điều làm nên chiến thắng lừng lẫy của quân dân nhà Trần trong ba cuộc chiến đấu chống quân đội thiện chiến nhất thời bấy giờ là sự chuẩn bị kỹ càng về mọi mặt. Trong thuyết Trần, Trần Xuân Sinh có ghi: trước sự bành trướng của nhà Nguyên, nhà Trần đã đề phòng, chuẩn bị kháng cự. Trần Quốc Tuấn mở trường dạy võ, dạy con em hoàng tộc và những người tài giỏi trong nước. Ông thường đi khắp các lộ, kiểm soát các giảng võ đường địa phương, thu dụng nhiều người tài giỏi trong nước như Yết Kiêu, Giã Tượng, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Chế Nghĩa, Đỗ Hành. Sau khi chiến thắng quân Mông Cổ lần thứ nhất, thay vì tận hưởng cảnh thái bình với chức cao lộc lớn, Hưng Đạo Vương vẫn đốc thúc quân sĩ luyện tập không ngừng nghỉ. Ông chỉ trích lối sống hưởng thụ của quân sĩ: có kẻ lấy việc trọi gà làm vui, có kẻ lấy việc cờ bạc làm thích, có kẻ chăm lo ruộng vườn để cung phụng gia đình, có kẻ quyến luyến vợ con để thỏa lòng vị kỷ, có kẻ tính đường sản nghiệp mà quên việc nước, có kẻ ham trò săn bắn mà trễ việc quân, có kẻ thích rượu ngon, có kẻ mê giọng nhảm. Dường như thời nào cũng vậy, người ta thích hưởng thụ những thú vui trước mắt mà quên tính chuyện lâu dài. Những lời nhắc nhở của vị tướng đại tài chắc chắn không chỉ cảnh tỉnh binh sĩ dưới quyền mà còn là bài học cho giới trẻ ngày nay. Nếu bất chợt có giặc Mông Thát tràn sang thì cựa gà trống không đủ đâm thủng áo giáp của giặc, mẹo cờ bạc không đủ thi hành mưu lược nhà binh, vườn ruộng nhiều không chuộc nổi tấm thân ngàn vàng, vợ con bận không ích gì cho việc quân quốc, tiền của dẫu lắm cũng không mua được đầu giặc, chén rượu ngọt ngon không làm giặc say chết, giọng hát réo rắt không làm giặc điếc tai. Cuộc đời vẻ vang cùng những chiến công hiển hách của Trần Quốc Tuấn là kết quả của quá trình rèn luyện, cống hiến suốt đời. Giả sử vị tướng ấy mải mê tận hưởng cuộc sống vương giả mà gạt việc rèn binh luyện tướng, liệu sử sách có thể ghi danh ông với chiến công 3 lần dẫn dắt quân dân nhà Trần đánh tan đế quốc hùng mạnh Nguyên Mông? Nếu Trần Quốc Tuấn dốc lòng theo đuổi vinh hoa mà bỏ qua lẽ phải, bỏ qua đạo làm người, liệu hậu thế có mãi tôn xưng ông là Đức Thánh Trần và thờ phụng muôn đời? Thưa quý vị, như vậy Trần Quốc Tuấn chính là một vị tướng kiệt xuất bậc nhất trong lịch sử nhân loại. Thông qua câu chuyện về Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, người trẻ sẽ nhận ra muốn thành công, mỗi người phải gạt bỏ thói quen hưởng thụ, không ngừng cố gắng. Sau khi xem xong video ngày hôm nay, quý vị đã có được câu trả lời thỏa đáng về vị tướng kiệt xuất Trần Quốc Tuấn hay chưa ạ? Hãy bày tỏ ý kiến của mình bằng cách bình luận bên dưới video quý vị nhé!